Em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em hiện đang là kỹ sư chiếu sáng. Em bao nhiêu tuổi ạ? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25. Thế còn em? Em tên là Trần Thị Cẩm Nhân, thì năm nay em 24 tuổi. Và nghề nghiệp hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Vợ thì tên Nhân, chồng tên Thiện. Thiện Nhân. Nghe rất là hiền hòa đúng không? Số trời định rồi đó anh. Rồi à, hai em là gặp nhau làm sao? Cách đây khoảng 3 năm thì ngoài miền Trung mình đang có bị lũ lụt rất là nặng. Thì lúc đó một số hội thiện nguyện á, thì họ có chương trình là bán hàng gây quỹ để ủng hộ đồng bào miền Trung. Thì lúc đó sinh viên thì em có làm mấy cái móc khóa thì gửi cho chương trình để bán. Nhưng mà hôm đó bạn em nó không qua lấy được. Thế là em phải đem cái số đồ đó em qua chương trình. Thì lúc đó gặp vợ em ở chương trình là đang ở cái gian hàng đó. Gặp vợ thì sao? Lúc đó em ấn tượng vợ em lắm. Vợ em lúc đó cắt cái mái tóc ngố che hết cái bàn trán này. Thả tóc dài xong quấn khăn rằn nữa. Rồi hỏi ra biết vợ em ở Bến Tre. Hồi đó tự nhiên một cái thời gian em thích nghe bài Giang Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Xong tự nhiên nghe vợ ở Bến Tre tự nhiên chột dạ, tim đập rộn ràng. Phải lòng liền. Còn em thì sao? Thì lúc đó em chỉ ấn tượng là con trai mà rất là khéo tay, lại biết làm móc khóa mà. Nhưng mà lúc nào cũng có các cô gái bao vây hết á, đi đâu cũng con gái đi theo sau lưng vậy đó. Nhưng mà lúc đó em cảm thấy ảnh nó hơi ẻo ẻo sao á, nhìn nó không có men. Rồi đến khi nào thì em á mới có ấn tượng tốt về ảnh? Sau cái ngày hôm đó thì ảnh có được số điện thoại của em. Rồi. Thế là liên tục suốt một tháng, ngày nào cũng gọi điện cho em, 10 giờ là gọi, 10 giờ là gọi. Sau một tháng đó thì bắt đầu em cảm thấy là anh này cũng tốt, cũng quan tâm thì rồi. Bắt đầu để ý hơn. Đến bao lâu thì các bạn chính thức yêu nhau? Tính ra là gần 1 năm rưỡi. Năm rưỡi đúng không? Cái gì từ lúc gặp nhau đến 1 năm rưỡi mới chính thức yêu nhau hả? Không. Lúc mà em gặp vợ em ở cái ngày hội thiện nguyện xong rồi á, vì em có số điện thoại thì em mới gọi điện cho vợ thường xuyên, tại vì lúc đó em có quen một người khác nữa. Nhưng mà em với người yêu cũ đó thì không có mối quan hệ nó rõ ràng nên cảm giác nó chán chán. Thời gian đó buổi tối cứ 9 giờ người yêu cũ em là đi ngủ rồi. Thế là lúc đó em buồn quá. Có số con này thì em mới gọi điện nói chuyện. Hai người nói chuyện đâu khoảng 1 tháng á. Xong rồi em mới hỏi con này thì có đồng ý làm bạn gái em không? Rồi lúc đó em sao? Em gật đầu cái đục luôn. Lúc đó là kiểu như là mê lắm rồi á. Là không có chờ đợi được nữa. Nhưng mà lúc đó là thật sự là ảnh có bạn gái rồi. Là bắt cá hai tay. Nhưng mà làm sao để mà em phát hiện được cái chuyện? Dạ thì sau đó thì có một cái anh cũng chơi chung nhóm. Thì cái anh đó lúc đầu là ảnh cua cái bạn gái của cái anh này. Nhưng mà không có thành công. Xong cái quay qua cua em. Em cũng không chịu luôn. Cái bắt đầu ăn không được phá cho hôi á. Là bắt đầu ảnh gửi cái đường link của cái bạn đó cho em. Bảo là đây là bạn gái của anh này nè. Em cũng vô xem. Mà em không có tin. Em mới nói với ảnh là chắc là bạn gái cũ thôi. Chứ không phải đâu. Không mà ảnh kêu không, bây giờ vẫn còn đang quen á, không tin hỏi đi. Trời sao anh nó lên, sao anh nó lý thông dữ ta. Thì vì hai cô đều yêu anh này. Đó, tức không. Ảnh yêu rồi. Cả hai cô mà không có nào đáp lại. Rồi tiếp tục làm sao để em biết được cái chuyện mà anh này anh bắt cá hai tay. Đó, thế là em gọi em hỏi. Thì lúc đó mới thành thật thừa nhận với em. Lúc đang xử lý sao? Không, em chưa kịp nói gì hết luôn. Xong cái em mới nhắn tin cho ảnh, em kêu là anh có bạn gái rồi mà anh lừa dối em. Nên ảnh nhắn lại, ảnh kêu anh cũng không có xác định được tình cảm của mình nữa. Thôi thì anh nghĩ mình tạm chia tay đi. Xong cái không có liên lạc với em nữa. Em khóc nguyên một đêm đó, em khóc nguyên một ngày hôm sau, khóc sưng cả mắt lên luôn. Rồi sau đó vợ sao? Lúc đó là nhà em có biết là em có quen với vợ em. Xong rồi kiểu nhà em anh chị thì lập gia đình hết, ở gần nhà hết. Xong rồi ngày nào mẹ cũng gọi vô động viên, thôi nha con, lấy vợ lấy gần gần thôi, đừng lấy xa quá rồi mai mốt con cháu rồi muốn gặp ông bà anh chị em rồi cũng khó. Thế là cái cô bạn gái kia thì gần nhà, mình cũng trằn trọc suy nghĩ mấy đêm liền. Nói thôi giờ hai đứa mới quen nhau được 2 tháng, thôi thì mình chia tay sớm để khỏi đau khổ. Bớt đau khổ đi. Lúc đó cũng lạnh lùng lắm, vợ em gọi điện khóc quá trời khóc, năn nỉ ỉ ôi hết. Xong rồi chấp nhận làm người thứ ba. Em á hả? Dạ. Sao em cam chịu vậy? Nhưng mà em nó vẫn lạnh lùng lắm anh, nói mình quyết rồi giờ dây dưa nữa khổ con người ta, tội mình mang tiếng nữa. Thế là thôi. Lúc đó kiểu như là bị ông này cho uống thuốc bùa hay gì đó, anh nói gì cũng nghe, nói gì cũng gật đầu hết á. Nhưng mà anh muốn hỏi là đến khi nào thì cái ngôi thứ ba đó của em nó dẹp bỏ? Cách đó 14 tháng 2 thì em có hẹn cái cô người yêu đó đi chơi. Ai về cô đó nhắn tin cho vợ em bây giờ thì bảo là thôi em qua em đi chơi với anh đó đi. Trời sao tội nghiệp em. Xong em suy nghĩ
tự nhiên ngày lễ tình nhân hai người yêu nhau tự nhiên kêu cô này qua đi chơi với mình, coi mình không có giá trị gì hết. Xong rồi vợ em cũng qua, hai người cũng đi chơi, nhưng mà trong lòng vẫn suy nghĩ, mình suy nghĩ, mình tự nhiên mình cũng thấy đau lòng quá. Suy nghĩ cũng về lại chằn chọc mấy đêm. Mình chị là đàn ông mà mình cảm giác giống như bị hái hoa bẻ nhụy vậy đó. Dạ đúng rồi chị. Bực bội lắm. Bực bội lắm. Xong về cũng chằn chọc mất ngủ mấy đêm. Suy nghĩ thôi thì bây giờ mình chọn người thương mình hơn là người ta không thương mình. Thế thôi thì em chia tay với cô đó. Xong rồi quay lại với vợ em. Thì từ đó tới giờ luôn. Nhờ cái bữa đó mà thôi là coi như hai người là chính thức là không còn cái đối tượng thứ ba nữa đúng không? Dạ. Rồi yêu bao nhiêu lâu thì đám cưới? Khoảng 1.5 năm thì tụi em cưới. Cưới được bao lâu rồi cưng? Dạ, dạ cưới gần 7 tháng rồi chị. Gần 7 tháng, dạ. Trong 7 tháng đó là sau khi cưới tháng. Thì có vỡ òa về nhau không? Có chứ chị, vỡ òa nhiều thứ lắm. Có tiếp tục bắt cá hai ba tay nữa không? Không, bây giờ cho cũng không phải thèm đâu. Trời giỡn hoài à. Bây giờ đại hội vạch mặt đi. Tức tật đầu tiên lộ ra đó là gia trưởng. Cực kỳ gia trưởng luôn. Cái vấn đề gì á, anh hỏi ý kiến của em. Sao em kêu anh như thế này đi, anh như thế kia đi, như thế nọ đi. Không, ý anh quyết vậy rồi nè. Rồi đấy là làm theo ý của mình là. Xong cái em rút kinh nghiệm. Lần sau hỏi em kêu thôi bây giờ anh tự quyết đi, làm sao cũng được. Không, em phải có chính kiến của em không có được như vậy. Đó. Rồi người thì nóng tính, cứ mỗi lần mà đi đâu về hay là ai làm cái gì bực mình á là bắt đầu đổ hết lên người em vậy. Về nhà mở cửa ra nhìn cái mặt á là biết là thế nào cũng bị chửi. Có nhiều khi mà em nhịn được thì thôi, còn em mà không nhịn được em cãi lại. Xong mà mỗi lần cãi nhau á không bao giờ mở miệng ra nói, cãi miệng cũng không nói luôn. Mà em đã dặn á là ví dụ em sai cái gì á thì anh phải nói cho em biết rằng em sửa. Đừng có mỗi lần giận cái không nói chuyện, chị biết làm gì không? Giống như con nít á, trùm mền, trùm kín đầu kín chân nằm im ở trong đó đó. Em kéo cỡ nào cũng không ra hết. Rồi cái nguội bắt đầu chui ra. Anh xin lỗi vợ. Chui ra được ngộp chết rồi chứ. Theo em kể là nó có một sự mâu thuẫn. Em nói ông này là gia trưởng không? Dạ, gia trưởng nhưng mà là trẻ con. À, nhưng mà khi cãi sao anh thấy tự nhiên giờ ông này đang kèo trên mà giờ ông thành kèo dưới vậy? Tại em cưng vợ em lắm. Lúc mà giận hai chồng cãi nhau á, em nói thôi thì mình dễ vợ nói đi, mình im lặng. Mà bây giờ mà đang tức á, mà nhìn mặt nhau thì nó không hết tức được. Thế phải chùm mền lại. Chùm mền hồi thấy nực quá. Xong rồi ra lại năn nỉ vợ. Thôi anh biết lỗi rồi. Còn cái tật xấu gì nữa không? Ngoài ra ảnh là một người gọi là rất là đòi hỏi cái sự chu toàn hoàn hảo á. Ảnh nấu ăn ngon. Đó, xong rồi em cũng nấu cho ảnh ăn. Nhưng mà không bao giờ anh vừa ý hết á. Đi làm á, xong mới lên trên báo á, coi món này, món kia, trình bày đẹp mắt, hấp dẫn lắm. Về cái kêu, em nấu cái món này cho anh ăn đi. Xong em cũng lật đật lên mạng, em coi, em nấu. Xong về cái, xấu quá, không ngon. Nhiều khi là thử được miếng, nhiều khi là không thử luôn á. Là phí hết công của em vậy đó. Rất là tức luôn á. Cứ mấy ngày cái lại quay lại cái điệp khúc cũ, em nấu cái món đó đi. Mấy ngày cái, em phải nghĩ món mới em nấu cho anh ăn chứ. Nó suốt làm vậy đó, không bao giờ thay đổi được hết á. Em phát hiện ra vợ em là có vài món tủ nấu đi nấu lại. Xong rồi em mới nói thôi thì bây giờ mình mới dạy. Vậy vợ, thế là chị gửi cho mấy cái đường link báo món này món kia nấu ăn, công thức nấu ăn này kia. Em làm này, tập làm này làm kia nè. Nhưng mà vợ em làm thì đúng là lần đầu nó không ngon. Nhưng mà do em chỉ cần em đọc lướt qua cái công thức là em có thể em nấu lại cho ăn được cái món đó. Xong mình thấy vợ không có sáng tạo, không có chịu tìm tòi những cái món ăn. Thứ hai là vợ em tính tình rất là trẻ con. Ví dụ như ở nhà nói chuyện gì bàn ra khí thế, bàn thì nói chung là nghe vanh vách, nghe mình nghe hợp lý lắm. Mình khi ra đường đụng chuyện cái chưa gì khóc trước rồi đó. Không giữ được bình tĩnh. Thôi anh. Thế bảo cái gì chuyện gì mình cũng từ từ giải quyết. Thế là em bảo em mới la, thế là vợ bảo sao cứ la vợ trước mặt đám đông không chịu binh vợ. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là gặp những cái chuyện gì trong cuộc sống mình cứ bình tĩnh mình giải quyết. Thế còn em? Dạ, em chỉ mong muốn ông xã một điều duy nhất là bớt gia trưởng lại thôi. Có thể hiểu vợ nhiều hơn. Chị chưa thấy một cái người đàn ông nào mà gia trưởng mà phức tạp như chồng của em. Ví dụ như gia trưởng là đi kèm với lại nóng tính, với lại là ăn hiếp vợ, với lại là luôn luôn ở kèo trên. Nhưng mà chồng em á thì giống như là một số các em kể là gia trưởng, nhưng mà trong một thoát thôi là biến thành kèo dưới liền. Ví dụ như là gia trưởng là không bao giờ có chuyện mà nhường em trong vấn đề mà cãi nhau đâu, là phải áp đặt em là phải như vậy luôn. Thì nó mới đúng nghĩa là gia trưởng mà cần phải thay đổi. Ở đây á, chị thấy khi mà chồng em kể những cái thói xấu của em á, thì thực ra đó là chồng em rất quan tâm đến em thì mới để ý được những cái chi tiết như vậy. Cái quan tâm này thường mấy ông gia trưởng ít khi nào quan tâm lắm. Ông chỉ áp đặt người ta thôi, còn chuyện làm hay không làm không cần biết. Cái ý là như vậy, cho nên là
cái chữ gia trưởng ở đây thì hình như nó chưa đúng lắm trong cái trường hợp của chồng em, mà giống như là em cầu toàn quá, em muốn cái gì cũng hoàn hảo á, thì cộng với cái nóng tính á thì em cảm giác đó là gia trưởng thôi. Chứ còn nếu mà chồng em mà gia trưởng thì em chịu không nổi đâu. À, thực sự là như vậy. Ai mà gia trưởng gì mà chui trong mền trốn rồi trông như mèo vậy, rồi xong rồi là ra là xin lỗi vợ, là không có như vậy. Thì những cái điều mà chồng em muốn ở em á là theo chị là chính xác. Ví dụ như mình phải cứng rắn lên, mình đừng có yếu ớt quá, tại sau này mình còn phải đủ sức mình bảo vệ cái gia đình của mình. Dù khi chồng mình không có nhà chẳng hạn, có vấn đề gì xảy ra, mình đủ bản lĩnh để mà mình có thể bảo vệ được cái gia đình của mình, con cái của mình, và bình tĩnh trong mọi trường hợp. Tại vì đúng là khóc là mình hết bình tĩnh rồi, đúng không? Còn em á, em đủ sức để mà em hóa giải cái chữ gia trưởng nó xóa trong đầu vợ em. Em không phải gia trưởng đâu, nhưng mà xem làm sao để vợ hiểu lầm là mình gia trưởng. Đó, cho nên là em phải xóa cái tư tưởng là em đang bị gia trưởng trong đầu của vợ em. Chị nghĩ là em làm được điều đó. Rồi, chúc rồi. Hai bạn hạnh phúc nhé. Dạ, dạ. Em xin cảm ơn cái lời góp ý của hai anh chị. Dạ, và hai vợ chồng sẽ cố gắng sửa những cái mà mình đang còn hạn chế thế này để càng ngày càng hạnh phúc trong con đường sắp tới. Rồi. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn hai em nha.